hỡi anh, tình yêu giống như cái chết, nuốt trôi tất cả. Đêm bắt đầu trải dài dưới bước chân đi, sao trên cao nín thở đếm thời gian, trăng ẻo là bơi trong đêm chìm lặng. Hỡi anh, tình yêu giống như cái chết, nuốt trôi tất cả. Tao ghé bọn họ dần rồi á, mấy con chó phản bội chủ và tao chết vì can tội ngu. Gắn bắt tay cho mai an, cho dù tao có ngu thì chết cũng phải thật ngay. Ngàn thằng vô tích sự giữa bàn tay nhỏ bé với sao. Có những lúc tao hơi ngáo, đi cũng được phải khai hoang hay cánh cửa họ mời vào. Phải chăng là cố chấp, phải chăng cho con đường dễ mới thuận tự nhiên. Còn cái ý nghĩa đéo nằm bên trong cuốn từ điển. Có cái giá trị mày không hiểu đâu, cái vật lý cổ điển của mày đã bao giờ giải thích được lượng tử. Tao nghĩ về sự cân bằng thế giới này, mày lục quần với rap và kỳ thị cái phương ngữ. Tao nghĩ về con chữ và những thứ mày muốn nói, rồi thử thách đến mày cuốn gói. Ta lại còn đi cá cược. Tao nghĩ về con số với những giá trị nó đéo thể nào mô tả được. Chỉ là ham muốn nhất thời. Tao sống vì giấc mơ lớn, vì một cuộc đời tao nợ ơn. Tưởng đã quá chán ghét, giờ cũng đã hiểu. Ngây ngộ chính vì quá tin, tin vì vẫn còn quá yêu. Và liệu còn có thể chạm vào một dù chỉ là một trong những ngôi sao đó. Cho dù chỉ là một thôi, một trong những ngôi sao đó. Thằng nhóc mà có và đặt tay lên mặt đất. Trong đám cỏ mây, tiếng gió nào đang khóc. Và trên trời, những đám mây bay giống như những kẻ bại vong. Chiều trở về trong nỗi tiếc thương, lòng ta không hiểu nữa là ai hiểu thấu. Hỡi anh, tình yêu giống như cái chết, nuốt trôi tất cả. Cho dù tao có sai thì cũng đã làm những thứ tao cho là đúng à. Cố mà bỏ ngoài tay dù lời dẹp pha hay ca tụng sự khấu bỏ máy như bàn thờ. Đưa lên mấy con gà cũng dỡ. Nó có cơ sở rõ ràng khỏi lan tan. Có suy nghĩ thì là vì liệu có đang nói thế nói nữa. Cũng đeo thì để cho mắt mai nó sáng. Hay tạo đại thiếu kiên trì ướm và chờ cho hạt nảy mầm chờ cây non khôn lớn. Chờ xuân về đơm hoa, chờ cho cây kết trái. Cứ chờ mãi rồi nếu tao không nhầm thì mai nhầm. Nếu có gì là mới cứ vậy thôi, để thời gian nó trả lời. Và còn là phim xin hân hạnh giới thiệu bộ phim cuộc đời mới với tình tiết rối ren trong phân cảnh. Chưa đến khúc cao trào, diễn viên đã gồng nó đéo ra cái cảm xúc chủ đề đi quá rộng. Cái bố cục nó quá lớn để mà đóng không. Và kẻ nghĩ mình thức thời chỉ vì con quỷ nó trọng dụng. Bông hoa trước mặt nào biết ở ngay sau đó là họng súng. Đéo cần phải tinh danh thời cái ý nghĩa mới cho cái hình ảnh. Và rồi có những con đường biết rõ vẫn khó đi. Có lẽ ông trời đầy tao. Ngài đứng xuống đất đặt chân lên bầu trời đầy sao. Và có những cái canh phim không cần thoại. Đi vị, một bước nhỏ cho tao nhưng là một bước lớn cho nhân loại. Đi vị, một bước nhỏ cho tao nhưng là một bước lớn cho nhân loại. Lan man liên miên linh tinh lung tung luyện thuyền nó mãi rồi. Hầm hầm điền điền, cho dù là phiền phiền thì câu chuyện hiển nhiên cũng rõ được phần nào. Giặt rồi lôi thôi một thôi nói thôi tội lỗi năn lời sám hối và đôi môi. Bạm chặt những đau tranh và gian vặt rồi mỗi khi được tĩnh lặng sao cho thấy bình yên. Có thứ mình cần, có thứ mình muốn, có thứ không có cũng chẳng sao. Thứ cao và cái tôi mơ mộng chứ chẳng sao. Gió hiu hiu không lạnh thì cũng sẽ xe. Mùa mưa này còn vắng bão và có lẽ là phải kiên trì thêm một tí. Vì đứng trong phương án hướng và đằng nào thì cũng vô nghĩa. Chuyện vô vàn và vô cùng, những cái đâu mà không nổ tung thì cũng vô dụng. Những cái mộng không nói hình như đói. Đôi mắt đã nhìn nhưng mà không thấy. Đôi tai nghe nhưng mà lại không hiểu. Rồi những bước chân trên những con đường không đồng điệu. Liệu sẽ đi về đâu? Liệu sẽ đi về đâu? Lôi thôi lách thách này đây mai đó. Trôi nổi khắp nơi cần hút thôi phổi. Ăn không ngồi rồi nhưng có điều chỉ là giai đoạn và giải thoại. Có lời thì tốt nhất bỏ ngoài tai. Có thứ thú vị lắm nhưng mà đéo bao giờ muốn ngoài lại. Còn cái hoạt cảnh làm mình quên cái toàn cảnh. Rồi còn bao
nhớ ước nguyện nhỏ bé chưa hoàn thành. Cái bánh xe đi mãi thì cũng mòn, mà đường thì càng lúc càng xa, lối khó qua như sỏi đá, rung rối ren đến tối đen, lại cũng thêm bếch quán gà vạ. Thành những ngại trên lối quen, nào có học được gì ngày tháng qua, trên giảng dưới dài vẫn lại thứ trên người ta đang ra. Đi đến những cực điểm chỉ để chọn lấy cân bằng, đều vẫn vậy do cặp kia còn vẫn đang. Chẳng khác gì lúc trước đó, điều duy nhất thay đổi có lẽ chỉ là cái thước đo. Lan man, linh tinh, luyên thuyền, hầm hầm, điên điên, điên điên. Lan man, linh tinh, luyên thuyền, hầm hầm, điên điên, hầm, điên điên. Rồi những ngày đông, và tao đã nghĩ là bọn mày biết nhưng bọn mày không. Tao thì cùng bài bóng dưới lại động, quan tâm chuyện bao đồng. Tao tưởng là tao biết nhưng mà tao không. Học hành đôi lúc cũng miệt mài, mà đời nó khác lúc viết bài. Đã biết một nhưng mà không biết hai, biết nói nhưng mà không biết nghe, biết định điều gì đâu biết lùi, đánh thời nhưng lại chẳng biết né, biết đúng là chưa hay biết cùi, là cảm xúc nhất thời hay là vài dòng biệt vội. Những điều còn chưa biết mà lại tưởng là biết rồi, đừng có tin lý thuyết vội, cuộc đời này huyền diệu lắm, nó đeo có gì là tuyệt đối rồi. Vặn vẹo như thế thì tao cũng cứng cổ, tao cũng chưa bao giờ nhận là chứng ngộ, lần đeo thì cứ phải sừng sổ, tao viết những gì tao biết, biết nhưng chưa chắc đã thấu hiểu. Chắc đã sâu nhưng một mình cho ba đầu, lý trí nhiều nhưng cảm nhận trả ra đâu, mà nghĩ thế đã là ngầu. Rồi chính kiến cũng đéo vững khi con quỷ nó tỉ tệ dặm ba câu, thôi trong mộng du đã ra đầu. Được nhiều, mận nhiều, giận nhiều, và trong đó có rất nhiều điều là tận yêu. Mình không hiểu cái mật hiệu, và rất nhiều điều thì chẳng thể nào mà nói ra. Còn những lúc như chứng chưa đa thêm một nhưng mà bói ba. Cái đấy gọi là niềm tin, motherfucker. Cái đây gọi là niềm tin, motherfucker. Bởi cái chết này, tôi ám hận, ám hận lấy cuộc đời mình. Mỗi người chỉ sống một đời thôi, nhưng mà tình yêu sẽ tiếp tục mãi mãi ở trên mặt đất này. Ngoài tình yêu ra, mình chỉ nghĩ đến cái mất thì còn, bởi vì mất còn của thân xác con người cũng như mất còn một cuộc tình giống nhau. Mà lấy đi, lấy hết đi, tôi cũng chẳng ăn. Đồng tiền nó lấy của tao, đôi thằng anh em, vài thằng bạn. Giấc mơ nó lấy của tao, cái thực tại. Thả tao rơi và đưa tao về bờ vực lại. Rồi những cú ngã lấy của tao cơn nỗi đau, cái mệt mỏi. Lấy luôn cả cơn nỗi cao dòng suy nghĩ. Lấy của tao sự bình yên trong đầu ta thì vẫn luôn là chính chi mà khổ nỗi. Ta đã phải là thằng cầm bình quyền, những suy nghĩ thái quá lấy đi sự hài hòa. Suy nghĩ đến rồi đi thôi, suy nghĩ chẳng của ai cả. Vậy mà những đêm trắng nằm nghỉ cố lại lấy của ta vài kilo sự thất vọng, lấy của ta niềm khao khát cái chi tiết, lấy của ta sự bao quát về cái thực tại còn mà như mất, bỏ cảm xúc lại che mắt, lấy cái sự thật cái của mày cái chiều sâu, lấy của ta cái bề mặt, cái như mày cảm xúc cái người kia đéo để mắt. Phần lớn là tình yêu, nhưng mà trong tình yêu vẫn có một phần của thân phận là kỷ niệm, và có những cái bài tuyệt đối là toàn bộ là thân phận. Mày nặng lời, chỉ biết nghĩ là lấy của tao được cái danh dự. Còn thứ tao muốn nói với mày thì nhiều khi lại đéo thể nào viết thành chữ. Đã bao nhiêu lần cơn giận dữ lấy của tao cách hành xử, những mối quan hệ vỡ tan như thế xanh xứ.
có nghĩa, vô nghĩa. Hay lại chỉ là vài câu thành ngữ thay đổi tóc vào mắt vậy tao còn vô tri. Lấy của ta sẽ cần vàng và lấy được cả chút oxy. Dường như là có thể lấy dao cắt cái bầu không khí như choáng ngộp cảm xúc. Tình người làm lúc cứ như bố thí làm phúc. Thôi thì mày lấy đi, lấy khi ta vẫn còn chẳng thấy gì. Lấy là không phải trả, lấy đi để còn trả cho cuộc đời này. Để cuộc đời này lại trả cho ta những gì mà mày lấy. Giờ cộng vào đây có trời có đất và có mây. Có ở đây những điều mà chẳng thể nào thuộc về ai cả. Một 60 năm, có thể 70 năm, có thể 100 năm thì đó cũng nghĩ được. Nhưng làm gì thì thấy sự hữu hạn của đời. Cho nên mình buồn mà buồn từ nhỏ, không phải là lớn lên buồn. Từ nhỏ đã buồn về chuyện này cái gì đó. Và từ đó thì sự sống chết ở đời đây này trở thành nỗi ám ảnh mà lớn nhất, ám ảnh lớn nhất của đời mình. Và làm sạch đó tốt như cái thư viện sạch ngạn tóc kiệt sức vài cuốn từ địa Việt Đức chẳng khiến tao thành dịch giả và cuốn kinh sử chẳng biến tao thành thích ca sạch anh ta bỏ rõ ràng bao nhiêu tiền một bịch đà sạch tao thuyền biết luật sư một chân trong tù vẫn có thể thao sức ra sạch của ta bỏ mày nên xích ra sạch của ta có vaccine giết bộ mày như dịch tả sạch tao trong đầu vô lại buộc học pride cho ba sạch bỏ mày dập khuôn cho phá cách sạch mày chỉ là sạch bỏ SK đã back yo bay lên Đà Lạt nhưng đeo đáp ở Liên Khương và sạch chuyên môn chúng mày chỉ là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng homie. Ta có một cuốn sách về tình yêu sạch chỉ cách vượt qua ngày tháng không định liệu sạch về nỗi đau và bế tắc ta có một cuốn sách về sự cô đơn cô độc và lạc lõng nhưng đéo chết vì số lớn nghe đâu nằm chưa tập về trưởng thành vẫn trẻ trâu nằm chưa vào cuốn sách về đúng sai để lỗi lầm mình che giấu ngã lại đừng biết đôi lúc mình thái quá đứng lại ngã vậy mình đau nhưng chưa vỡ ra cái đi thì sâu như trải nghiệm thì lơ là có một cuốn sưu tập tâm văn chương mơ mộng và thơ ca một cuốn tiền sử đại loại nó cái gì đó với sự lạc ca và qua loa rồi những cuốn sách không thành văn bởi những sách vợ đừng đốt đừng nhã kiểu sách của tao rốt cuộc đang ra cái chết nửa khu rừng già nhiều việc từng minh bạch nhưng chỉ là cái chính sách ta vượt đi vài cuốn chỉ tổ làm hỏng cái tính cách rồi tạp chí tạp nhảm nhảm như chẳng đặt tên lý thuyết không với thực tế thì tổ mai lại bắt đến. Chuyên môn tưởng mình hiểu biết đọc tiểu thuyết cảm xúc bị giam trong tiểu tiết bi kịch người hùng của câu chuyện rồi sẽ chết hư cấu phi hư cấu cũng chỉ là ánh mắt của người viết ngay từ đầu cuộc đời ta vẫn trà phúng hay kịch đen lúc chớ chê lúc bao dung hoặc ký mà như là sử thi vì cái tôi nó thao túng đọc bụi nhiều khi chỉ là tranh đồng một huyền thoại hào hùng.